She has played an intricate role in the organization, production, and success of our organization over the past 9 years. Please join me in welcoming on stage our Dr. Min Jiao Nguyen. Và bây giờ, Ashley hân hạnh giới thiệu đến quý vị bác sĩ Nguyễn Minh Châu. Bác sĩ Nguyễn Minh Châu là producer của chương trình Hoa hậu và là trưởng ban cố vấn của ban tổ chức. Cô là người rất quan trọng trong việc tên lượng và tổ chức chương trình Hoa hậu Việt Nam trong suốt 9 năm qua. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho bác sĩ Nguyễn Minh Châu. Minh Châu xin thân ái kính chào toàn thể quý vị. Minh Châu đại diện cho ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam ở California, chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, các nhà bảo trợ, các hội đoàn, ban giám khảo và toàn thể quý vị đã đến với chương trình Hoa hậu Việt Nam ở California và Hoa hậu Việt Nam Sacramento năm 2019. Thưa quý vị, cuộc thi năm nay rất đặc biệt, mừng kỷ niệm 10 năm tổ chức chương trình Hoa hậu tại Sacramento. On behalf of the Miss Vietnam Northern California organization, I would like to thank our sponsors, judges, friends, family, and guests here today at our 2019 Miss Vietnam Northern California and Miss Vietnam Sacramento pageant. This year marks our 10th year hosting the Miss Vietnam pageant in Sacramento, and we thank you for helping us make it happen. And now it is my great pleasure to introduce you to our panel of judges. Thưa quý vị, sau đây Minh Châu rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị thành viên ban giám khảo của cuộc thi năm nay. Người đầu tiên, Hoa hậu Bảo Hân. Hoa hậu Bảo Hân là nhà thiết kế thời trang của Bảo Hân Luxy tại San Jose. Besides being a fashion designer, Bảo Hân holds multiple titles in the pageant community, including Miss People's Choice USA 2014, first runner-up for Miss Asia USA 2017, and she is Miss Supermodel Vietnam International. Thank you, Bảo Hân. Người kế tiếp, Minh Châu rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị ca sĩ ND Chris. Singer N.T. Chris is the Director of Entertainment and Vice President of VBS TV. He has been on the judging panel for multiple renowned pageants throughout the United States, and he is joining us for the third time today as our judge and performer. Thank you, Singer N.T. Chris. Người kế tiếp, Minh Châu rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị dược sĩ Nguyễn Huỳnh Liễu Chi. She is the owner and manager of Kim Leader Pharmacy on Woodbridge Road. She has been active in the Vietnamese community since 1985 through various scholarship and health fair events. She is the former co-president of the Vietnamese Medical, Dental, and Physician Association. She is married to Dr. Tham Nguyen and has two beautiful children, Timothy and Catherine, sitting right up in front. Dr. Chi Nguyen and family has been one of our biggest supporters and sponsors over the past many years. Thank you, Yik Se Minh Huynh Liễu Chi. Người kế tiếp, Minh Châu xin giới thiệu đến quý vị Hoa hậu Phụ nữ Toàn cầu Phương Thanh Nguyễn. Mrs. Phương Thanh Nguyễn is Miss Vietnam Global 2016 and also holds the title of 2013 Mrs. Vietnam Sacramento. She is the owner of Beauty and Skincare by Phương Thanh Nguyễn. She joins us for the third time as our judge. Welcome, Hoa hậu Phương Thanh Nguyễn. Người kế tiếp, Minh Châu rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị chị Đỗ Bích Ngọc Teresa. Mrs. Teresa Đỗ is the Vice President and Chief Financial Officer of Berkshire Hathaway Real Estate.
chấn trưởng khảo, bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Hiếu Vũ. Dr. Hiếu Vũ is our head judge. He is a board certified plastic surgeon from with private practice at Vũ Plastic and Cosmetic Surgery in Stockton. Dr. Hiếu Vũ is also an associate professor of plastic surgery at UC Davis and senior plastic surgeon at Schweizer's Hospital. Dr. Vũ has completed numerous prestigious medical fellowships in general surgery, plastic and cosmetic surgery, and burn reconstruction at renowned institutions across the United States. We are so honored to have you. Thank you, Dr. Hiếu Vũ. Thank you to our panel of judges. And now I would like to introduce you to our team of directors. This team has worked diligently over the past months to prepare our 2019 contestants and to coordinate this event. Please join me in welcoming on stage Vicky Vaugh. Hoa hậu Vicky Vaugh năm 2016. She is our entertainment director. Xin mời Vicky. Đã đồng hành với chương trình Hoa hậu trong suốt 10 năm qua trong vai trò MC
xin trao sách nhiều là tôi cũng đã được 10 năm đồng hành với tất cả các nhóm khoa học ở đây. Quý vị biết rằng 10 năm trước khi tôi còn 20 mấy tuổi thì ăn nói nó rất là lưu loát, nhưng bây giờ thì đã là chậm chạp rồi. Tôi nghĩ chắc là chừng 30 năm nữa thì cũng phải nghỉ thôi. Cho nên tôi xin cái giây phút này cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và cảm ơn ban tổ chức. Cho ban tổ chức và các em trong suốt 10 năm qua.
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, trong bất cứ chương trình nào cũng không sao tránh khỏi những sơ sót. Nếu trong chương trình hôm nay ban tổ chức khoa các em có điều gì sơ sót, xin quý vị niềm tình tha thứ. Và để tiếp tục với chương trình, Minh Châu xin giao lại sân khấu cho hai vị MC Anh Hoàng, Gia Thiên và chị Cẩm Vân. Xin cảm ơn quý vị. Thank you Minh Châu rất là nhiều. Và thank you cái đấu hợp vừa rồi mà ban tổ chức đã dành tặng Cẩm Vân và anh Hoàng Gia Thiên. Anh Hoàng Gia Thiên à, theo như anh nói là 10 năm nay mình làm chương trình hoa hậu đúng không? Nhưng mà Cẩm Vân chưa bao giờ có hỏi anh cái điều này. Mà có thể thắc mắc lắm, bởi vì lý do những cái câu này nó hơi sensitive một chút xíu. Bây giờ như vậy, Cẩm Vân sẵn cơ đây là hôm nay là dịp thi hoa hậu. Thì Cẩm Vân chỉ muốn hỏi anh là cái nét đẹp, anh có thể phân biệt cái nét đẹp của cái người Á Đông và người nước ngoài như thế nào không anh? Thưa quý vị, cô Cẩm Vân hỏi như thế thì trong khoảnh khắc này tôi xin thưa với quý vị rằng để đánh giá một nét đẹp của một nhóm dân tộc nào đó thì chúng ta cũng tùy theo không gian và thời gian cũng như nơi chốn để chúng ta đánh giá về cái vẻ đẹp đó. Thế nhưng là một người Việt Nam thuần túy, chúng ta luôn luôn có cái trách nhiệm cần phải tự hào cũng như cần phải bảo vệ cái nét đẹp thuần Việt của con em chúng ta. Song song bên cạnh đó đi với cái nét văn hóa mà ngàn năm chúng ta đã có, một nét văn hóa dựa thế chiều dài lịch sử thật là tuyệt vời và thật là đáng tự hào. Trải qua gần 45 năm khi người Việt sống ở khắp nơi trên thế giới, nơi nào có cộng đồng người Việt thì chúng ta luôn luôn hàng năm họ đều tổ chức những cái chương trình như chúng ta đang làm bây giờ. Không phải tổ chức để cho vui, mà là tổ chức để chúng ta cùng tự hào và cùng khoe sắc màu với những cộng đồng bạn và cùng đi hướng tới những cái vẻ đẹp của người Việt Nam thuần túy. Thì tôi nghĩ rằng ngày hôm nay chúng ta đang làm cái nhiệm vụ đó, và tôi xin cảm ơn quý vị đã đến để ủng hộ các em cũng như ban tổ chức ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô Cẩm Vân. Thật ra thì để bước đầu vào đầu chương trình văn nghệ, Cẩm Vân mượn lời nói của anh Đào Gia Thiên để nói lên cái nét đẹp Việt Nam của chúng ta. Sau đây sẽ có một tràng pháo tay thật là lớn để đón chào tiếng hát của Duyên Huỳnh qua nhạc phẩm Nét Đẹp Á Đông. Thưa quý vị, một tràng pháo tay cho em Duyên Huỳnh. Nutrition. Và hôm nay em chọn bài hát này để dành tặng cho các em chị em hoa hậu hôm nay. I wish you guys good luck.